giàu hai con mắt, có hai bàn tay. Thế bây giờ mắt mũi sáng sủa là phấn khởi lắm. Khi đôi mắt không còn là gánh nặng tuổi về già. Bác Nguyễn Xuân Khuynh, 87 tuổi, là một bệnh nhân bị đục thủy tinh thể nặng. Bác đến với thu cúc TCI với tình trạng thị lực vô cùng kém. Ở bên đây là rơi trước mặt không không? Đây này có. Mấy ngón rơi không? Rơi mấy ngón đấy ạ? 4 ngón ạ. Kết quả thăm khám cho thấy thị lực mắt trái bác Khuynh lúc này đếm ngón tay chỉ còn 2,5 mét, thị lực mắt phải đếm ngón tay 1 mét, có nguy cơ tiến triển xấu hơn và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Với trường hợp của bác Khuynh, bác sĩ ngay lập tức chỉ định mổ thay thủy tinh thể bằng phương pháp phẫu thuật phaco. Đây là phương pháp hiệu quả và duy nhất có thể giúp bác lấy lại được đôi mắt sáng. Ưu điểm của phương pháp này là thực hiện nhanh, sử dụng hoàn toàn sóng siêu âm, không đau, không chảy máu. Vết mổ nhỏ nên không cần khâu, không để lại sẹo. Rất an toàn với thể trạng người cao tuổi. Ngoài ra, trong quá trình mổ chỉ cần gây tê mà không gây mê. Có thể thấy, lúc này bác Khuynh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vậy là sau khoảng 20 phút, ca mổ của bác đã kết thúc tốt đẹp. Bác Khuynh được đưa về phòng nghỉ ngơi để theo dõi trong vòng 4 tiếng. Bây giờ ông có thấy đau thế nào? Không. Ông nghỉ ngơi xong bắt đầu... Sau đó, bác được xuất viện về ngay trong ngày. Mình ăn uống, khám lại xong đi về, nghỉ ngơi. Một ngày sau mổ, bác Khuynh quay trở lại viện tái khám và tháo băng. Bác sĩ đánh giá vết mổ vô cùng trong suốt, giác mạc trong như chưa từng phẫu thuật. Tôi rất phấn khởi. Hôm nay tôi nhìn mọi vật rõ hơn mọi hôm nhiều rồi. Bác sĩ mổ rất tận tình và làm rất nhẹ nhàng, cũng không thấy đau mấy, có ít nhiều tê tê thôi. Bây giờ mắt tôi sáng hơn trước nhiều rồi. Trước cái mắt bên này sáng hơn mắt bên này mờ, nhưng mà bây giờ mắt bên này sáng hơn mắt bên này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện.